sàn như này, sau này đến lúc nó đẻ là phải lót lót sàn. Không là nó lạnh đấy. Nãy của anh bắt này là toàn bọn to chứ, nó để là mấy lứa rồi anh? Đấy, lứa thứ ba. Lứa thứ ba. Lứa thứ ba mà anh để như này là hơi bị thiếu khoáng. Thế nào? Thiếu khoáng. Có hỏng mấy con nải kia xịn tiếp này, con đấy nhưng mà cũng già lửa rồi, đang bị viêm, đang bán bỏ. Đây, con này già rồi, con này già rồi, viêm, này. Đang viêm. Tám lứa rồi thì bỏ được, thì loại được rồi. Viêm này nếu mà chữa thì vẫn cố được. Không thèm chữa nữa, tám lứa cho đi chữa làm gì. Thế thì em mới bảo là nếu mà lứa đầu lứa thứ hai thì cố chữa, nhưng mà tám lứa thứ tám rồi không cố, bởi vì sao? Đấy, thấy chưa, chảy ra kìa. Anh tiêm amoxin với cả ấy đi cho nó bỏ, nhưng mà giờ không tiêm nữa, bán bỏ. Đây, hai nữa chữa tất. Đây này, đều còn xịn này này. Còn đây xịn này. Còn đây đi hai màu rưỡi ba màu này. Còn đây xịn này. Con này bị ghẻ đấy ạ. Con này bị ghẻ. Tiêm thuốc ghẻ vào. Con này với con này. Con này thiếu khoáng nặng hơn hai con kia. Con này à? Con này đi bán bỏ rồi. Không, con này. Da này nó mốc rồi. Biểu hiện của thiếu khoáng ấy nhá. Vâng. Kể cả người mình thế, khi nào mà chân tay da rẻ không được đàn hồi ấy, là do mình bị thiếu biotin và thiếu canxi và thiếu các loại khoáng cũng như các loại vitamin đấy. Anh thấy chưa? Lợn của anh thấy chưa? Tại sao mà bị ghẻ chưa? Đấy, gãy cành cạch 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 cạch. Anh mua cái thuốc ghẻ hàng ngoại ấy, cái Ivermectin hàng ngoại, vẫn là Ivermectin nhưng hàng nội, nó sẽ gây hại gan hại thận. Và nó độc tố nó tấn công ác. Cái thứ hai nữa là vâng, thứ hai là Ivermectin nội ấy, khi tiêm vào ấy thì cái xử lý nó không được sâu, nhưng mà vẫn là Ivermectin, nhưng mà hàng ngoại nó cái công nghệ bào chế của nó tốt. Nhưng mà đang chữa thì đi cái Ivermectin đấy an toàn là cho cả lái chữa, nhưng mà nếu anh cẩn thận thì anh chưa vội thì cứ đợi sang nó sang nó đẻ thì mình tiêm. Thì là anh sẽ tiêm vào khấu đuôi cho em. Đây là đâu, đây là đuôi, chỗ này nó gọi là khấu đuôi, đây là hậu môn, thì anh sẽ tiêm vào đây. Đấy, lấy kim chọc vào đây cho em. Tiêm nhỏ của người này, chọc vào đấy. Tiêm một mũi sẽ không khỏi được. Với tình trạng này và tình trạng kia, tiêm một mũi sẽ không khỏi được. Không khỏi được. Mà anh phải tiêm 2 đến 3 mũi. Mỗi mũi cách nhau tầm 10, 15 ngày đến 20 ngày. Tùy theo tình trạng nặng và nhẹ. Tức là sau mũi tiêm thứ nhất, sau đó mình sẽ quyết định mũi thứ hai cách mũi thứ nhất bao nhiêu ngày, dựa vào cái tình trạng khỏi bệnh của nó. Nếu tiến triển tốt thì cứ sau tầm 20 ngày để lặp lại cái vòng đời của nó thì là mình sẽ tiêm một mũi nữa. Đấy, con này là khởi nghiệp nái của anh này, hai con một con hỏng. Đây con này là con đầu tiên. Đây này, còn cái da mà nó bong bong như này này, đấy là tình trạng của thiếu vitamin và thiếu khoáng chất. Đấy. Đây này, bong đấy. Mới sau khi anh tiêm ghẻ xong nó sẽ đấy, nái nó phải ổn ấy, nó phải mượt được như con này. Con này lúc em nhìn em bảo hơi thiếu nhưng mà không thiếu nhiều. Đây là xịn. Độ nái này của anh được cái là sạch. Sạch. Vâng, sạch. Không chung chạy anh thì cẩn thận lắm, sạch. Vâng. Với sau này ấy, em bảo nhá, sau này với mức độ làm nền của anh ấy, vẫn là lối đi của anh như này đúng không? Anh đánh cái độ dốc nền ấy, xuôi vào đây. Rồi, để cho nó chảy vào đây đúng đấy, không? Để cho nó chảy vào đây. Có xuôi mà, nó chảy hết cái khe này của anh mà. Độ dốc của anh vẫn chưa đạt, tức là có dốc rồi, có thao tác của dốc rồi nhưng dốc chưa đạt. Bên này làm sao ấy, khi mình dốc thì cái lối đi của mình luôn khô ráo. Và cái thứ hai nữa là anh ngâm vôi vào trong một cái phi, anh lấy nước vôi trong, anh dội nền, xong khô. Chứ không rắc vôi bột như này. Rắc vôi bột như này, cái bụi vôi nó sẽ làm con lợn bị hô hấp. Và cái thứ hai nữa là cái vôi bột nó không có tính chất sát trùng, mà là nước vôi nó mới có tính chất sát trùng. Đấy. Đấy thì anh đi vào đầu kia, xong anh đi qua đây, xong anh sang, anh mới bắt đầu sang bên kia đúng không? Cái gì phải để cái đầu tiên xong rồi sang lượn. Đúng rồi, đấy, đúng là theo hướng như lúc nãy em bảo ấy, là đi vào một đường và ra một đường rồi đấy. Nhưng mà đây này, đúng nhất là anh đường đi của anh trước cái đời này. Anh bị thiếu, đúng không? Anh đi chỉ đuôi đằng sau đít rồi còn đi trước mặt anh đi qua đâu? Đây, trước là anh đường đi của anh là anh kia, anh cũng có vôi kìa. Đấy. Cũng có hôi vôi. Nhưng mà nó ấy, đây nó này, bé. Sau đó anh muốn lên đây này, anh làm ở đây. Rồi. Đấy. Rồi anh làm rộng ra chỗ này. Anh bỏ cả cái tảng này luôn. Đúng rồi, đúng cái khuôn này của anh. Sẽ làm một vôi, bởi vì sao anh đứng đây không thể bước quá lên đây, đây được. Đây, đây. Thế nên anh bắt buộc phải anh phải bước qua đây. Bước qua hai chân luôn. Và hai chỗ này là phải làm chỗ vát xuống. Ý anh là như thế. Ở đây nhưng mà bây giờ anh chân lợn kiểu gì? Anh đi vào đây. Anh đi vào đây nhưng mà giờ anh đi đâu chân lợn? Ngồi đây này. À lối giữa đây, đúng rồi. Lối ở giữa đây. Đây nha, em bảo anh nha, anh có ý thức của làm an toàn sinh học rồi, có quây lưới rồi. Nhưng mà thứ nhất là cái lưới của anh là mắt mà dày quá. Đây, mắt lưới dày quá. Mắt lưới này vẫn có thể chấp nhận. Nhưng anh phải bỏ cái lưới đen bên ngoài đi. Nắng. Tại vì nó nắng. Đấy, tại vì nó nắng nhưng mà anh lại bọc cái lưới đen bên ngoài nó sẽ làm bí. Nếu mà nó nắng thì anh sẽ làm thao tác như này. Đây, nếu mà nó nắng thì là như này nhá. Anh sẽ quay về đây cho em này.
Nếu mà nó nắng, anh quay kín cái lưới này cho em nẹp hẳn vào cái bờ tường kia. Xong hạ cái này thấp xuống, lưới đen thấp xuống đúng không? Không phải hạ lưới đen thấp xuống, mà lưới đen ấy anh sẽ làm vát ra. Đây. Cái lưới đen anh sẽ như kiểu mình đi đi cắm trại ấy. Rồi. Làm vát như vậy kia. Rồi. Kiểu như căng bạt, ok. Để cho vẫn có độ thông thoáng, nó căng ra gốc cây kia. Rồi. Đấy, để che được nắng nhưng mà vẫn đảm bảo được trong chuồng là phải thông thoáng. Gió hút. Cái bạt này của anh cũng thế này. Đấy, anh thấy chưa? Đã lấp lưới rồi. Cái bạt thì là cái tường anh cho là mát à, thôi. À đây là cái tường. Ừ, con nó kia anh cho lên đấy. Hết. Thế xong bắt đầu là thường ấy là mình sẽ làm thế nào, một là thổi quạt, nắp cái quạt ống thổi, không dùng cái quạt kia. Quạt trực tiếp vào người con lợn nó sẽ không mát. Đấy. Anh phun cả phun xương cơ mà. Rồi. Cái quạt ống thổi này là anh sẽ định quạt ngang như này để mát con lợn đúng không? Đấy, phun xương đấy. Thực tế trong chuồng của anh đang rất là thoáng. Ừ. Thì anh sẽ làm được thao tác này. Nhưng nếu trong chuồng của anh bí ấy, cái hơi nước này nó sẽ làm cho lợn của anh hay bị hô hấp. Và cái hơi nước này ấy, nó ở đây ấy, không sao. Nó mà gần ra kia là con lợn con sẽ hay bị tiêu chảy. Có lợn con anh không dám bật. Đấy. Đấy, anh biết mà. Có lợn con anh không bao giờ bật phun xương. Với cái chuồng này anh quạt cái ống thổi ấy, mà cái giống như cái quạt mà ở cái quán mà cơm rang ấy. Ừ. Anh nắp ở đây, anh thổi một phát ra đầu kia. Thì ok, nhưng mà vấn đề là hai đầu đốc của anh đang kín nên anh không làm được quạt ống thổi đấy. Đầu đốc kia anh ẩn lên được mà. Đấy. Thế nên là nếu mà như em bây giờ làm chuồng ấy thì không cần thiết hai đốc, chuồng anh đang rộng như này không cần thiết hai đốc. Tất cả xung quanh anh chỉ xây tường lên đến đây. Sau đó xung quanh anh sẽ quay hết bằng lưới kín cho em. Kín lưới vào như thế này để làm sao không ruồi nó không vào được. Như chỗ này hở vẫn không được. Đấy, cửa, đây này anh nhìn em đóng cửa vào. Cửa đóng vẫn hở mà. Đấy, cửa đóng mà vẫn hở. Đấy. Và tất cả những cái chỗ trên thì ruồi nó vẫn vào được. Vào. Vẫn không đảm bảo được an toàn sinh học. Như chuồng này là có thao tác của an toàn sinh học nhưng vẫn không đảm bảo được an toàn sinh học là vì lý do đấy. Nên tại sao nhiều bác gọi điện cho em mà bác chú vẫn làm an toàn sinh học nhưng mà nó không được. Đấy, đợt nhanh đấy. Đấy. Đấy, từ đằng kia. Kia dưới kia con rừng xuống đến bờ tre đúng không? Đấy, đến bờ tre đấy. Sang đến bờ tre kia, vòng bên bờ tre kia quay lại đây. Dọc cả đằng kia. Ui, rộng thế. Chỗ này chắc phải đến gần hét ấy. Hét ấy. Hét. Đấy, như chuồng này của anh làm thế này thôi nhưng vẫn không được an toàn sinh học đâu. Hở nhiều lắm. Đây này, ong vẫn vào được này. Không, cái này anh chưa bịt. Vâng, anh chưa bịt. Đấy, anh bịt cái cửa này và anh phải làm hai lớp cửa. Bịt ra một cái khung ra nữa, anh vào cái khung đấy rồi, thay ủng. Xong bắt đầu lại mở lớp cửa này, đi vào đây. Đây, anh lại muốn lại xây cái hố vôi nữa. Đấy, phải làm hố vôi đấy nữa đấy. Đây này, nái của anh này. Nái à? Anh bắt ở đâu về mà làm nái? Đâu, anh bắn lấy ấy. Bắn lấy à? Bắn dinh ông bà. Thế thì ra 2,5 mẫu à? 2,5 mẫu. Đấy, hò đánh dấu suốt đấy. Chán không? Lợn rất đẹp nhưng bị hò đúng không? Nó cứ cặc 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 như thế suốt đúng không? Cặc suốt. Không thể dấm dứt được. Không dứt nổi. Đấy là từ nguyên nhân từ việc là anh không làm vaccine đầy đủ đấy. Nó không phải ho nặng đâu. Đấy, trong chuồng anh vẫn rất nhiều ruồi này. Bỏ qua trần đi anh ạ. Thôi, anh phun mái mà nếu mình nặng anh phun mái bình thường đây chờ phun. Nó lấy gió trên nhưng mà nó phun mái nó vẫn lạnh. Đây bà này bị ấy này. À, liên có khuẩn với cả bị kiểu như co như kiểu giả dại ấy. Vâng. Đấy anh tiêm khỏi. Triệu chứng thần kinh ấy đúng không? Triệu thần kinh. Đấy năm thối người ba hôm rồi kìa, thối đuôi kìa. Nhột riêng. Chân nó còn đau. Chân vẫn đau. Chân thì tiêm cái này này. Anh lại có mỗi đê xa về cái này này. Thì lại anh thấy nhợi lắm. Xếp. Xếp cái đê xa này thì anh thấy nhợi. Còn bất cứ cái kháng sinh thì anh toàn lấy cái loại anh để ở này. Đấy vẫn xếp. Tiêm Bentep cũng được. Ui thuộc thì anh chán lắm. Cái lên cầu khuẩn này anh tiêm Bentep. Nhưng mà lợn nhà anh có tiêm Psycho không mà là con còi con cọc cái này? Không. Tiêm Psycho à? Em thấy em nhìn thấy lợn nhà anh có biểu hiện Psycho từ lúc ấy ở trường kia bắt đầu em nhìn thấy có con. Kia đang thở nhóc này. Bé tí đang thở nhóc này. Đấy, con thở nhóc này. Nằm đang thở rồi. Con đấy không còi nhưng mà vẫn có hiện tượng thở. Là giật. Đấy. Đấy, nằm thở nhóc. Toàn thở là nhiều, hô hấp. Mà chuồng không phải là bẩn, sạch, thoáng như... Chuồng nhà anh đây gọi là hô hấp phức hợp. Gọi là hô hấp phức hợp, đúng không? Tổng hợp các loại nguyên nhân gây hô hấp ở trong... Mỗi con một kiểu. Phức hợp nó gọi là tất tần tật à? Kết hợp. Hô hấp phức hợp nó là một cái tên do mọi người tự đặt ra. Chứ còn trong sách vở, trong kiến thức giáo trình thầy cô dạy bọn em là không có bệnh đấy. Nhưng mà bọn em đi thị trường, khi bọn em đi làm nên nó có cái bệnh đấy là bởi vì là... Tức là trong chuồng của anh ấy, Psycho nó cũng gây ra hô hấp. Tả nó cũng gây ra hô hấp. Tay xanh nó cũng gây ra hô hấp. To thì nơi bạn vẫn hò. Thì những cái chuồng nuôi mà bị cái dạng bệnh này ấy, thì bọn em gọi là hô hấp phức hợp tại sao? Thứ nhất là chuồng này có con còi con to này. Đấy, xong con còi cũng bị hô hấp này.
Con này còi thôi, nhưng mà lại không gầy. Bị hô hấp như này nhưng mà gầy dọc đi thì lại khác. Đấy, thở nhọc này. Đấy. Xong bắt đầu là có dịch gì mũi này, mắt thì buồn buồn này, gió rửa mắt nhem nhem này. Đấy, xong bắt đầu có con bị khớp này. Nhưng mà nó cứ rảnh rảnh lắm. Lúc tung lúc beng cả trong một chuồng lên thì nó gọi là hô hấp gọp. Đấy, gọi nôm na là như thế. Đấy, có một con lợn rừng nuôi cùng với một đàn lợn trắng. Con hôm ấy bán 30 lợn rừng con thì nó lại chạy. Con này thuốc thì anh làm lắm, đủ. Anh có thể bỏ 5-7 triệu, 10 triệu tiền thuốc. À. Nhưng mà nó không còn thuốc. Đấy, anh bảo là tất cả đời nhá. Xong anh bán hết, anh không nuôi nữa. Anh mới con nái anh bắt thêm. Anh vào vaccine từ Hàn Z xong bắt đầu anh mới nuôi. Đúng rồi, vào vaccine đầy đủ xong bắt đầu gây lại từ đầu. Xong anh mới ấy không, nó cứ dài dẳng nhọc lắm. Anh con nái chuẩn đấy. Nó chỉ ra con lợn trắng muốt hoặc con lợn đốm đốm như kia thôi. Rồi. Đấy. Hoặc là đốm đốm như này đâu. Chứ nếu mà ra như thế này là nái không chuẩn nào. Được rồi, nó khoảng 2.5 máu, 3 máu thì 3 máu. Thực ra là mình đấy, óc suốt. Đây này, anh nhìn thế này thôi không làm nái được đâu. Nhìn đi kìa, nhìn đi con kia kìa. Con đấy không làm nái được đâu. Con nào? Con đấy đực. Toàn đực, tất có 2 con nái thôi, anh để lại đúng 1 con thôi. Anh để lại đúng 1 con thôi thế. Ừ. Anh đẩn bỏ mà. Đây con đấy anh không để này. Con đấy như tài sành, anh không để. Ôi giời, con này để làm sao được. Đấy, con đấy anh không để này. Thế là có 1 con chắc đâu đầy. Con này vậy chắc tài sành. Vậy là sốt rồi này. Tài sành. Nó có vết thâm. Tài sành mà. Con đấy của anh chả muốn nói nhiều nhưng mà chuông mình dính tài sành này chắc. Tím, tím và đỏ theo vệt, theo mảng này. Đấy. Bọn này đến tuổi xuất rồi, đang được giá xuất tiền. Đây, đang xuất đây. Bọn anh bán thêm mấy triệu tiền công kỹ thuật vào nữa là anh bắt được con hậu bị xịn rồi. Để làm gì? Mà nó có nguồn gốc bệnh như này rồi ấy, thì sau này anh để, sau này nó rất hay gặp trục trặc về vấn đề sinh sản. Thế nên là không cố gắng để bọn lợn này nào. Đây như bọn đây này này, mấy con kia rất hồng nhưng tự dưng có con quài quài. Con thì anh cần trị mãi mới được đấy. Ôi giời, nó xanh lét ra này. Anh chị để lại chỉ là gọi là, chứng minh thôi. Tay, chứng minh tay nghề. Chứng minh tay nghề chữa bệnh thôi. Ý là mày chết hay thế nào kệ, để tao thử. Đúng rồi, để tao thử còn xem là còn tốt thì mình thử. Đúng rồi, mình thử xem là cái mức độ, cái khả năng điều trị của mình và cái mức độ nhạy của thuốc nó đến đâu thôi. Chứ còn thực ra những con như đấy để lại nó là nó giết mình. Nó giết mình. Nó ăn cám nó có lớn đâu mà. Anh biết, nhưng nó không đáng để mình thử. Đúng rồi. Chuồng này của anh với tình trạng ho như thế này thì nó sẽ không chấm dứt được ngay đâu. Nhưng mà nếu anh tiêm thuốc nhạy ấy, nó sẽ dứt điểm, nó sẽ khỏi được. Thuốc nhạy của em đem đều. Cái hô hấp phức hợp nhưng mà không biết hôm nay thằng cu nó có mang không thì em không biết. Thì là nếu trường hợp như này ấy, anh tiêm thử thuốc của em xem nó có hợp với chuồng của anh không. Nếu mà ok ấy, thì là cứ con nào bị anh tiêm vào đấy đâu chứ đừng dùng tổng đàn. Anh biết rồi. Đó. Tổng đàn không chống được. Đúng rồi. Em xem có để anh thử xem. Quan trọng nhất là cái nguồn gốc bệnh tật của anh nó là từ cái khâu vaccine thì bây giờ như theo hướng anh định hướng luôn ấy. Thì là dần dần sẽ loại trừ hết những cái lợn này đi và làm lại từ đầu. Xong anh cho nghỉ chua nghỉ, chỉ nuôi nái thứ trong bắt đâu về làm lại từ đâu. Vâng. Xong đến lúc mà nếu mà không thế không thể hết được. Kể cả em vào chữa không hết được. Anh đúng thẳng rồi. Khẳng định luôn. Nó sẽ lại tái đi tái lại mà. Em có thuốc dưới không khỏi. Thuốc kể cả 1 triệu một lọ không khỏi. Em tức là định hướng khắc phục của cái này nếu mà muốn chấm dứt mà anh không muốn loại nái đi ấy, thì tức là bây giờ thì sẽ chữa điểm để làm sao vẫn bán được thịt. Sau đó thì lợn nái kia là bọn em sẽ phải vào vaccine đầy đủ. Và bắt đầu từ lứa sau khi được cả mẹ cả con được bảo hộ vaccine rồi thì nó mới ổn được. Đấy, thì tức là anh sẽ mất 6 tháng nữa. Đấy, anh chả sợ gì. Đấy. Vâng, anh sẽ làm thế mà. Vâng, thế nên là đối với này nó các hướng khắc phục của nó như vậy. Chứ còn nữa đối với là lợn này nếu mà để mà vỗ ngực bảo em chữa khỏi cho anh cam kết chữa khỏi 100% là anh thành đấu luôn. Thì đấy. Anh là con người không phải thuốc thang đủ. Đấy, thế nên là đối với em định hướng nó là như vậy chứ không nên gọi là đâm đầu mù quáng. Đúng rồi. Ai bảo gì cũng tin là không được. Cái lợn của anh sờ vào người nó xong nó có cái mùi hôi nhất định. Không có 1 con đấy. Tại sao ngày xưa em lúc mà em mới vào nghề, lúc không phải lúc mới vào nghề mà lúc mới làm dạng lên online, họ cứ bảo em là sao mày đi làm mà chẳng đeo găng tay, mày đi làm mà chẳng đeo khẩu trang. Em nói thật với anh, đi vào chuồng mà không ngửi phân lợn, không bao giờ phát hiện được ra bệnh. Cái mùi phân, mùi nước đái và nhìn biểu hiện con lợn đái ỉa. Bởi vì sao? Con vật nuôi nó không có tiếng gọi, nó không có tiếng nói, nó không kể cho mình được là nó bị như thế nào. Thì mình chỉ dựa vào ngoại hình, dựa vào mắt, nhìn dựa vào phân, dựa vào nước tiểu và hỏi chủ nhà về lịch sử, dịch tễ trong chuồng. Thì bắt đầu mình dựa vào những cái đó để mình chẩn đoán. Thế anh bảo nhá, lợn nhà anh tất cả đang khỏe mạnh, anh tự dưng em bảo em đẻ một con này ra mổ khám à? Không đẻ được. Con gà thì con đẻ được, chứ con lợn không đẻ được. Thế nên là khi mà đi bắt bệnh của lợn là khó.
khó là bởi vì là mình phải dựa vào những triệu chứng và tất cả lịch sử của khách. Nên là tại sao những khách nào mà theo em từ đầu đến cuối, đến lúc chỉ cần gọi điện là Thúy ơi hôm nay lợn anh bị này cái là biết được ngay nguyên nhân. Anh thêm cái này chẳng hạn thế là xong. Đấy. Không cần phải lên được chẳng hạn thế. Vâng. Như là đang phác đồ của mình chẳng hạn. Đấy. Nhưng nó phải đủ vaccine thì mình mới dám khẳng định. Có mang thuốc hô hấp phức hợp không anh? Thuốc tiêm ấy. Anh là kiểm tra xem có không, đưa cho anh một vài lọ anh ấy điều trị thử. Hô hấp phức hợp thì có điều trị về cái gì nữa không? Hay là tiêm mình nghỉ hay như nào? Có người thì bảo nó là bách bệnh, nhưng mà với em thì em chỉ điều trị bệnh hô hấp nói chung này thôi. Nhưng mà nó có tiêm vấn lẫn cái gì hay là cái ý không? Một mình nó thôi, bởi vì em pha mấy loại với nhau rồi. Cùng lắm thì con nào ốm sốt thì điều trị hạ sốt, ví dụ như con tai xanh đỏ người của anh ấy, là anh tiêm thuốc đấy là được. Anh cứ tiêm hạ sốt thì thuốc của em là được. Glucose phải tiêm thuốc ý. Gluco nhưng phải có tác dụng hạ sốt, nhưng không phải gluco nào cũng hạ được sốt đâu anh ạ. Nhưng cái bọn con lấy này của nhà anh ấy mà không đủ nuôi, nó không đủ chất tanh ấy, là dính đòn ngay. Con mà anh vừa mang sang đây ấy, con đấy mà nuôi mà không đủ chất tanh của nó là dính đòn ngay. Con đấy bọn em ấy hay dùng là cái loại gà trắng ấy mà nó bị chết ấy, mà em cho xay nhỏ ra để từ đá, cứ mỗi hôm cho vào ít. Cấm bọn này làm được ăn gà sống thì không. Tức là mình gà mình sống, mình chết rồi nhưng mà mình xay ra để mình làm thực phẩm cho nó. Xong rồi nó cho từ đá ra mỗi bữa mà lấu cho nó ít. Cái này cho không tăng liều lên cho lại 1 ml có 5 ca thể trọng. Không làm gì được. Em bảo anh nhá. Ví dụ như anh tiêm Flor 1 cc cho 10 cân. Anh tiêm Tirosin 1 cc cho 10 cân, anh đấu hai loại đấy vào với nhau thì chắc chắn thành 1 cc cho 5 cân. Thế uống hồ trong này em đã đấu 5 loại rồi. Anh Flor đồ xì anh mua thuốc trộn đầy tiêm 20 40 45 đủ. Gì đấy? Thế nhưng mà ví dụ em đang nói là ví dụ nhá, anh tiêm một loại thuốc 1 cc cho 10 cân, cộng với loại này anh cũng tiêm cho 1 cc cho 10 cân. Thế hai loại thuốc đấy anh tiêm chắc chắn là một con nữa 10 cân, anh tiêm 2 cc. Thế nó chẳng thể là về 1 cc cho 10 cân à 1 cc cho 5 cân à? Thế uống hồ trong này em đấu 5 loại với nhau. Thế nó bao tiêm một lọ? 180 một lọ. Bởi vì sao? Bởi vì là 1 cc cho 5 cân tính ra lọ này chỉ tiêm được cho có một lửa thể trọng lợn thôi. Thành ra là nó sẽ thành 360 đúng không? Nhưng vấn đề là nó chỉ xử lý những đàn bị nặng mà tiêm các loại thuốc khác không khỏi. Tránh nhân thuốc các kiểu. Để tiêm thuốc này thôi, còn thuốc này với em ấy, em chỉ khuyến cáo mọi người là dùng một lần thôi. Hoặc là những lúc mà không có cái gì hơn thì dùng thôi. Chứ còn bình thường ví dụ anh ngứa này, anh bị này, anh dùng thuốc của em. Nhưng đến ngứa sau mà lợn của anh bị phèng phèng phèng, anh lại dùng thuốc bình thường. Chứ không đừng có mà phụ thuộc vào thuốc của em mãi. Nó sẽ nhờn. Vì thuốc này em đấu nhiều loại kháng sinh nên là nó sẽ rất bị nhờn.